Sáng nay, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc ngày 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn và Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du. Tại buổi lễ, hai bên đã ôn lại chặng đường 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều kết quả tích cực giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên nền tảng chung này, Đà Nẵng cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực với một số địa phương của Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc đã có 83 dự án đầu tư FDI tại Đà Nẵng với tổng vốn hơn 113 triệu đô la Mỹ. Đà Nẵng hiện có 30 doanh nghiệp có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc. Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đà Nẵng sang Trung Quốc đạt 40 triệu đô la Mỹ một năm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và vui mừng với những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Trong đó, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã tích cực kết nối, xúc tiến các chương trình hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tin tưởng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục là cầu nối xúc tiến hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc, góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển.